Rồi, chào các bạn. Hôm nay bên mình sẽ giới thiệu về dòng sản phẩm 7566. Đây là hai con, một con màu đen, một con màu đỏ. Sẽ khui ra cho các bạn coi sự hai màu sắc như thế nào đó. Đây. Đây. Thì trước mắt là mình sẽ khui cái con màu đen trước. Thì vậy. Đây, con màu đen. Thì đi kèm theo máy thì cũng chỉ có nó là máy sạc. Và dây nguồn. Ở đây là mình sẽ khui con màu đỏ nha. Đây là dòng 7566, hai màu đen và đỏ. Mình xin phép để cái này qua một bên ha, để mình khui hai cái này. Thì nhìn chung thì hai cái màu sắc này thì theo sở thích của mọi người. Theo mình thì mình thấy màu đỏ đẹp á, còn đối với các bạn thì không biết sao. Thì đối với con màu đen thì nó sẽ mặt trước của nó màu đen, logo thì nó màu đỏ, còn con màu đỏ thì nó logo đeo thì nó màu đen thôi, xung quanh của nó sao vậy. Màu đỏ, tính như dòng màu đỏ thì nó cũng chỉ có viền xung quanh của nó màu mặt A và những gì xung quanh của nó là màu đỏ thôi. Còn bên trong bàn phím và màn hình thì đều giống nhau hoàn toàn, đen và đỏ đều như nhau, chứ không phải giống như những dòng 7559 trước đó, thì con màu đỏ thì cái gì xung quanh của nó được cũng màu đỏ luôn. Còn dòng 7566 thì bàn phím màu đen và đỏ đều như nhau. Giờ mình coi những cái xung quanh ha. Đối với dòng 7566 thì nó một thiết kế khác hẳn hoàn toàn với dòng 7559 luôn. Thứ nhất là về bề gập màn hình của nó khác, chỉ có một cái bản lề này chính giữa thôi và nhìn rất là kiên cố, rất là chắc chắn. Xung quanh hai bên đây của nó là mình được biết thì đây như chắc là hai cái fan tản nhiệt của nó. Nhìn có vẻ là hoành tráng hơn so với con 7559 trước đây. Những cái xung quanh của nó thì những cái nó bo tròn đều hơn. Chung là phần thiết kế là rất là ok. Thì đối với dòng 7559 thì cái cổng hỗ trợ xung quanh của nó thì cũng giống nhau, là gồm có 3 cổng USB. Bên đây là 2 cổng, bên đây 1 cổng, là 3 cổng USB. Một cổng hỗ trợ cái cắm thẻ nhớ ngoài. Còn đây là cổng sạc nguồn điện. Đây là cổng để khóa laptop của mình nếu mà các bạn sợ bị mất. Một cổng HDMI, một cổng LAN và jack tai nghe. Thì theo mình được thấy là hai cổng USB bên đây thì nó sẽ có một cái cổng là bao cổng sạc nhanh điện thoại nè. USB mà cổng có một cổng sạc nhanh điện thoại là khi bạn cắm sạc điện thoại vào cổng USB này nó sẽ ok nhanh hơn. Cổng này gọi là cổng power share. Để lát mình thử mình cắm sạc thử coi nó nhanh cỡ nào ha. À, bây giờ mình sẽ mở cái máy ra mình. Đây là ở mặt sau của nó thì gồm có
đo. Và hai bên này chắc là hai fan tản nhiệt. Thì mình sẽ mở cái máy này ra, mình coi thử coi bên trong có đúng của nó là gồm có những thiết kế như thế nào ha. Mình sẽ phui con màu đỏ ra như thế nào. À, cái phần này chắc mình nghĩ là lo, cái phần thường lo nó nằm ở đây quá. Để mình khui ra thử là sao chính xác hơn. Đối với những cái dòng mới bây giờ thì nó cũng tiện hơn cái dòng hồi xưa, mình mở cũng dễ, cần mỗi con ốc thôi. Đây, wow. Thì mình sẽ thấy được bên trong của nó. Thì đây đúng rồi, theo mình được biết thì đây là hai fan tải nhiệt của nó, giúp cho máy mình có thể tải nhiệt tốt hơn, mát hơn. Tại nói chung dòng này dòng chạy chip HQ, thì đối với con chip xử lý này nó hơi tốc độ cao nên nó hơi nóng, nên sử dụng hai fan nhiệt là cũng đúng. Đây là khe cắm ga, thì đối với dòng riêng dòng 7566 này á, nó có một sự khác biệt đó là nó chạy DDR4. Nó chạy DDR4. Thì tốc độ xử lý của DDR, cái tốc độ bus DDR4 nó cao hơn. Thì mình biết đây là đang sử dụng cái này cây RAM 8GB của Hynix. Của nó là tới 2004 DDR4. Thì đây có hai khe gắn RAM, nó sẽ hỗ trợ mát được 16GB dòng máy của mình. Còn nâng cấp lên 32GB thì không biết như thế nào, có hỗ trợ hay không thì mình chưa thật. Để mình gắp cho thử rồi nhận không. Còn bên đây là cái khe gắm SSD mà hay ta. Thì mặc định dòng máy này, con máy này mình khui ra là có hình là Core i7. Thì nó sẽ bao gồm là 128GB SSD và ổ cứng 500GB HDD 5400 dòng. Đây là pin. Pin thì cũng không có thay đổi nhiều. Pin của nó để mình coi là 74W pin này, con này thì để coi có sự cái pin nó có biết nó cao hơn như pin này, pin 6 cell. Con này cũng 6 cell như 7559 cũ thôi, không có gì thay đổi. Còn đây là âm thanh lo. Kẹt wifi, kẹt mạng. Thì phần thiết kế bên trong thì có vẻ thì nó ok, gọn hơn nhiều. Đây các bạn cứ coi kỹ lại ha. Thì đối với những cái dòng máy này 7566 thì theo mình vệ sinh cũng dễ. Cần mình mở một cái nắp mặt sau lên, mình có thể mình vệ sinh được hết tất cả những bộ phận bên trong của máy rồi. Cũng có thể nâng cấp lên cũng dễ nữa. Bây giờ mình sẽ mình coi sơ về cái bên ngoài của nó, phần cứng rồi. Bây giờ mình sẽ thử ATI cái con máy này, mình xem coi cái tốc độ xử lý của nó như thế nào. Nhìn không? Thì cố định, có hình mặc định của con máy này của mình là Core i7-6700HQ, RAM là 8GB, ổ cứng SSD 128GB cộng với ổ cứng HDD 500GB. Và kẹt màn hình G của nó là kẹt GTX960 4GB, màn hình độ phân giải Full HD. Giờ mình ATI nó ha. Rồi để mình gắp cái con này lại cái. Dạ. Để mình gắp cái con này. Khi các bạn gắp máy các bạn cũng lưu ý giùm mình ha. Mình phải coi coi đúng khớp mình đẩy vô, chứ không thì nó sẽ bị gãy những cái khớp bên trong của nó. Có vẻ như mình rồi. Ok. Rồi, giờ để mình ATI cái con máy màu đen đi, mình xem thử cho nó sao. Mình xin phép mình để qua bên góc cái một con màu đỏ. Rồi, mở cho mình ATI con màu đen. Máy màu đen thì bên mình đã để mình ATI vùng biển trái cây. Đây giờ. Nhiều anh.
Đây, mình sẽ kiểm tra được cấu hình trên BIOS của nó. Đây, kiểm tra cấu hình trên BIOS của nó. Thì đó, cái dòng máy này của mình đó, nó chạy cấu hình, mình có thể kiểm tra sơ bộ về cấu hình của trên BIOS 07566. Mình thấy thông số của nó như đây, số server tắt nè, số server tắt của con máy của mình. Thì so với dòng mình đó, dòng Dell thì có số server tắt, mình có thể kiểm tra check đầy đủ thông tin của con máy của mình trên hệ thống của Dell đều được hết. Thì để check thông tin này, các bạn có thể vô phần support.dell.com để cái mình check được thông tin của nó ha. Rồi mình có thể kiểm tra thông số của con máy của mình. Thì đây, có thể kiểm tra được số server tắt của con máy. Thì số server tắt của con máy của mình là 70 y dài b phải rc2. Thì mình đối với dòng BIOS này, mình có thể kiểm tra được cái ngày IP của con máy của mình luôn. Ví dụ như khi nãy máy mình cool lên vào ngày 1 tháng 12 2016, có thể kiểm tra được thời gian của nó khi bắt đầu cool máy ra, khi mở bắt đầu cắm sạc và mở nguồn, sẽ có thông tin trên BIOS luôn, cập nhật luôn. Thì máy của mình đang chạy gắn một cây 8GB trên khe cắm A, sorry là trên khe cắm B. Thì đây còn một lọ A mình có thể nâng cấp lên lúc nào này, DDR4 này, mình thấy nè. Và cấu hình của mình là Core i7 chip 6700HQ, tốc độ xử lý của nó là 2.6 mặc định á, tốc độ thấp nhất của nó. Kế tiếp là thì trên BIOS thì nó hồi đó đối với những BIOS cũ á, mình có thể kiểm tra được dung lượng của ổ cứng, nhưng đối với BIOS mới bây giờ thì mình không thể kiểm tra được dung lượng ổ cứng, mình chỉ biết là kiểm tra được là thấy được cái mã ổ cứng. Đây nó đang có dòng này là của ổ cứng HDD nè, cái mã ổ cứng nè. Và trên cái cổng SATA không này là cái của ổ cứng SSD M2 SATA. Mình không thể kiểm tra được dung lượng của nó trên BIOS. Cái này là mình phải khi mình phải ATI cái mở cái máy vô trong Windows mình mới thể kiểm tra chính xác hơn. Trên BIOS nó không hiển thị cái dung lượng này, thì cái tính ra cái này nó cũng là một hơi không bằng đối với cái dòng trước đây, dòng những BIOS cũ. Nhưng mà nó bù lại thì nó sẽ có thể cho mình thấy được kẹt đồ họa. Đây mình có thể kiểm tra được kẹt đồ họa của máy mình là GTX 960 nè. Đó, mình có thể kiểm tra được. Rồi kế tiếp là độ phân giải của con máy mình là màn hình 15.6 Full HD. Đây, độ phân giải là 1920x1080. Đó là sơ bộ trên BIOS. Đây, mình mở máy nguồn lên, coi nó vô thẳng vô Windows khoảng mức thời gian như thế nào. Ừ, trong thời gian mà để máy vô thì mình mở máy vô thì bạn thấy không? Rất là nhanh. Máy của mình sẽ, ở đó cái dòng máy này có đèn bàn phím. Bàn phím giờ đút nguyên một bệ đầy đủ luôn, nguyên một bệ bàn phím. Không như con 7559 thì mình có thể mình tháo bàn phím ra được. Nhưng mà đối với dòng 7566 này, để muốn tháo được bàn phím là bắt buộc mình phải gỡ nguyên toàn cái máy luôn, tại vì nó đi chung một bệ. Và bàn phím này nó sẽ đút trực tiếp chung với cái bệ này luôn. Đây, thấy không? Nên cái việc mà để sau này nếu mà bàn phím mình có gì thì muốn thay thế bàn phím thì nó hơi khó khăn. Nhưng mà bù vậy, nhưng mà bù lại khi đối với thiết kế này thì nhìn cái bàn phím của mình nó sẽ sang hơn, nhìn nó cái máy của mình nhìn nó đẹp hoành tráng hơn nhiều. Đèn phím đủ. Để vô Windows update cái đi các bạn. Thấy nha. Ok, giờ mình vô. Vô khi mình khởi động máy mình vào Windows á. Đây. Mình sẽ cho các bạn coi lại cái ổ dung lượng ổ cứng của nó ha. Đây. C, cái dung lượng ổ cứng. Thì nó mặc định là nó cài hệ điều hành Windows 10 trên ổ SSD là 128GB. Đây là cái ổ cứng 500GB của nó, thì mình để mình luôn giữ dữ liệu. Thì đối với cái ổ cứng á, mình có thể mình nâng cấp tùy theo sở thích của mọi người. Ví dụ như mình muốn mình cần lưu giữ dữ liệu của mình nhiều lên thì mình có thể mình nâng cấp cái dung lượng này lên thành 1 TB chẳng hạn, hoặc là 2 TB tùy theo nhu cầu của mọi người. Còn ổ cứng SSD thì mình khuyên thì nên sử dụng 128GB là được rồi, tại vì chẳng qua là mình để mình boot cái Windows cho nó nhanh hơn thôi, chứ không có nhất thiết mình phải tăng cái dung lượng này lên, nó không có chi phí giá thành nó cao. Đây. Mình kiểm tra trong phần vợ của nó hết đầy đủ. Thì đối với cảm nhận của mình á, mặc định á, thì cái Windows 10 bản quyền thì nó nói chung thì theo mình biết là nó chạy ngầm những cái ứng dụng rất là nhiều, những cái ứng dụng quảng cáo, thì Windows 10 sự nó sẽ làm cho máy của mình nó
chậm hơn. Nhưng mà riêng cái dòng 7566 này thì nó chạy OSD thì tốc độ xử lý thì mình có vẻ nó nhanh hơn. Nhưng mà khi nếu mà không sử dụng OSD á, mình sử dụng OHD không á, thì mặc định cái Windows 10 nó hơi làm chậm máy nha. Thì dù như những cái này bạn có thể tắt cũng được, mình có thể mình tháo gỡ nó đi, những cái ứng dụng chạy ngầm mình có thể mình gỡ nó, mình không thích cái nào mình có thể mình tháo tắt nó đi hay gì đó. Đây, giveaway của phone thì nó chạy song song hai kẹt, thì kẹt onboard thì nó cũng là Gamfit 530 như cũ, chứ không phải nâng cấp lên. Kẹt màn hình thì cũng là GTX 960. Đây, đầy đủ. Thì cái màn hình á, theo mình cảm nhận cái dòng này sử dụng là màn hình chống chói. Màn hình chống chói thì mình có thể mình nhìn nó hơi, nó không được sáng so với những cái màn hình gươm. Nhưng mà bù lại thì nó sẽ tốt cho cái mắt người dùng hơn nhiều. Bây giờ mình thử mở một cái clip nhạc nào đó xem coi nó sao ha. Coi âm thanh của nó sử dụng như thế nào. Mình sẽ tăng max volume luôn. Tăng lên cao coi âm thanh nó có bị nghe nó hay hơn không hay nó được sao. Wow. Kiếm cái bài nhạc nào đó. Kiếm một cái bài nhạc nào đó mình mở cho nó hấp dẫn nè. Mình test thử nhạc đêm đi ha. Mình nghe từ nhạc đêm xong rồi mình chuyển qua nhạc chữ tình cũng được. Chữ tình Bimit đi. Âm thanh nghe rất trong. Rồi mình tăng max cái volume luôn. Mà mình ở đây mình bớt cái tiếng nó lại cái chung âm thanh nghe rất hay. Cảm giác mà khi mở cái âm thanh lên mình thấy giờ mà cái lo mình cảm nhận được đang nói chung là nó rất là rung rung luôn đó các bạn. Đây, đây là nguyên cái dàn lò của nó, cái dòng 7566. Và nó có một cái lo súp nhỏ ở dưới. Đây, đây là cái lo súp nhỏ của nó. Đây là cái lo súp của nhỏ của nó. Còn muốn về âm thanh thì nó sẽ nằm ở trên đây hết. Chung âm thanh thì khi mình tăng mát audio thì nó cũng không có bị gà, nó rất là âm. Nói chung là về âm thanh thì là ok đó các bạn. À, thì đối với dòng máy thì thực sự là theo cảm nhận của mình thì về thiết kế thì nó đẹp hơn so với 7559 trước đây. Còn về cấu hình thì nói chung thì cũng chưa có gọi là ok cho lắm. Đối với dòng laptop 7566 này thì theo cảm nhận của mình là với cấu hình thì là ok rồi, mạnh, cấu hình cao. Cái thông tin của dòng 7566 này các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của bên mình. Địa chỉ website là kimlongcenter.com. Thì bạn có thể vào đây để có thể kiểm tra thông số kỹ thuật và giá thành tất cả các dòng máy laptop từ phổ thông tới gaming hay là những cái dòng cao cấp cho doanh nhân đều có trên website bên mình hết. Thì địa chỉ website của bên mình là một địa chỉ công ty mình là 125-4 Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5. Và số điện thoại hotline là 0903 890 812. Các bạn có thể gọi trực tiếp vô số điện thoại này để được tư vấn và cung cấp những
hỏi những thông tin mà các bạn cần tìm hiểu. Các bạn có thể qua bên đây để trải nghiệm những dòng laptop mà các bạn có nhu cầu cần kiếm. Rồi. Rồi, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại nhé.